Đầu tiên không thể không kể đến lễ hội thực phẩm ASEAN với sự góp mặt của rất nhiều sản phẩm, trong đó có đa dạng các loại thực phẩm công nghệ được đóng gói để quý khán giả lựa chọn, từ snack, bánh kẹo, trái cây sấy, mì gói cho đến những loại thức uống tiện lợi như cà phê hòa tan, nước sâm bí đao, sương sáo, trà xanh, mật ong hay nước yến xào. Tất cả đều đang được Coop Extra bán với giá ưu đãi giảm mạnh, chỉ còn từ 8.000 đồng một sản phẩm. Tại các gian hàng thực phẩm tươi sống, quý khán giả cũng đừng quên chọn mua thịt bò, thịt gà được giảm giá đến 30.000 đồng một ký. Bên cạnh đó, các loại trái cây có xuất xứ từ Đông Nam Á như chuối Philippines, mít Thái hay cam sành cũng đang được giảm đến 20% so với giá niêm yết. Đặc biệt khi mua sắm tại Coop Extra Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên hoặc gia tăng cấp độ thẻ khách hàng lên hạng bạc, vàng và bạch kim, quý khán giả sẽ được tặng ngay một nón bảo hiểm hay áo mưa độc quyền. Nếu chưa có thẻ khách hàng thành viên, quý khán giả cũng có thể đến quầy dịch vụ khách hàng của đại siêu thị và đăng ký và nhận ngay những phần quà là túi môi trường tiện lợi.